Đối với các bà mẹ, thì cho dù món quà nhận được từ con cái là gì thì họ cũng hạnh phúc và bằng lòng. Tuy nhiên, không thể chọn một món quà sơ sài, qua loa cho người phụ nữ tuyệt vời ấy. Clip này sẽ cùng bạn chọn một món quà ý nghĩa. Nó sẽ làm cho mẹ hạnh phúc hơn trong ngày mùng 8 tháng 3 phải không nào? Sách nấu ăn. Mẹ vốn là người phụ nữ thực hiện công việc nội trợ trong gia đình. Một quyển sách hướng dẫn nấu ăn sẽ không bao giờ là món quà vô nghĩa, và sẽ càng ấm cúng hơn nếu như sắp tới mẹ nấu những món ăn trong quyển sách mà bạn tặng cho gia đình cùng thưởng thức chứ nhỉ. Những món đồ gia dụng. Ngoài sách nấu ăn, chúng ta còn có thể tặng những món đồ gia dụng linh tinh phục vụ cho công việc làm bếp của mẹ. Lưu ý nên chọn những món đồ tiện dụng, mới lạ và đáng yêu một chút nhé. Một chiếc tạp dề, máy cắt rau quả, hộp đựng cơm cuộn dễ thương chẳng hạn. Khăn lụa. Khăn làm bằng chất lụa tơ tằm luôn được lòng các mẹ, và món quà này cũng thể hiện được sự ấm áp của bạn dành cho mẹ. Chiếc khăn nhẹ, mỏng, mềm và mang ý nghĩa mỗi lúc trái gió trở trời. Khi bạn không có mặt ngay bên mẹ, chiếc khăn sẽ giúp bạn giữ ấm cho mẹ. Hãy ghi nhớ màu sắc mà mẹ của bạn thích và lựa chọn những chiếc khăn đơn màu hoặc họa tiết thì trang nhã, đúng với sở thích của mẹ bạn. Túi xách. Mẹ cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì ở bất cứ tuổi tác nào cũng đều cần có một chiếc túi xách đẹp tương xứng. Hãy thử tìm hiểu xem mẹ của bạn thích loại túi xách như thế nào, màu sắc, kiểu dáng, chất liệu. Mua tặng mẹ nhân ngày 8 tháng 3 này, mẹ của bạn sẽ rất vui. Bộ đồ mặc nhà. Đến tuổi của mẹ, giấc ngủ là điều quan trọng, và sự thoải mái trong trang phục khi ở nhà sẽ giúp mẹ có được giấc ngủ sâu hơn, đảm bảo hơn. Tặng mẹ bộ đồ mặc nhà đúng dịp 8 tháng 3 chắc chắn mẹ sẽ rất thích. Lựa chọn đồ mặc nhà, các bạn nên ưu tiên các bộ đồ có chất liệu tốt, thoáng mát và màu sắc trang nhã, phù hợp với sở thích của mẹ mình. Thực phẩm chức năng. Sức khỏe của người lớn tuổi thường khá yếu và sẽ kém dần đi theo thời gian. Dành tặng mẹ những dòng thực phẩm chức năng vừa giúp mẹ bạn bổ sung thêm được dinh dưỡng cần thiết, vừa giúp bạn yên tâm hơn về sức khỏe của mẹ mình. Một chuyến du lịch. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn dành tặng mẹ của mình một chuyến du lịch, có thể là dành cho cả mẹ và bố của bạn hay dành cho cả gia đình. Chuyến du lịch dành cho cả gia đình sẽ giúp tình yêu thương thêm gắn kết, bạn có nhiều thời gian hơn trò chuyện với bố mẹ của mình. Các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Bạn cũng có thể mua tặng mẹ yêu của mình các dụng cụ để hỗ trợ cải thiện sức khỏe như máy massage, máy tập đi bộ trong nhà, bởi bạn biết rằng không điều gì quan trọng hơn sức khỏe của mẹ. Một bữa tiệc bất ngờ. Đèn tinh dầu, mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng trong không gian phòng ngủ của mẹ là một ý tưởng không tồi. Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều loại đèn ngủ tinh dầu, như không gian spa hiện đại ngay chính ngôi nhà bạn. Phụ nữ cao tuổi thường hay có triệu chứng mất ngủ, vì vậy một cây đèn tinh dầu trong phòng ngủ tỏa hương thơm, xả, vanilla, lavender, sẽ khiến đầu óc mẹ được thư giãn, thoải mái hơn và chìm nhanh vào giấc ngủ. Cuối cùng, đây là món quà ý nghĩa nhất dành cho mẹ yêu. Hãy dành cho mẹ trọn một ngày 8 tháng 3 nhé, vì đây là ngày của mẹ mà đúng không? Tạm gác lại những công việc và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để cả gia đình cùng quây quần bên nhau trong ngày lễ ấm áp này nhé.